Một mỏ neo cực lớn làm bằng gỗ nguyên khối và có bọc sắt ở đầu vừa được các ngư dân phát hiện ở cửa biển Thuận An cũ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đo đạc ban đầu, thì mỏ neo có chiều dài là 8,1m, dày 30cm, được bọc sắt ở phần đầu. Hai ngạnh neo có sắt bọc hai lớp. Gỗ của mỏ neo này rất tốt, cứng và dường như không bị tác động bởi nước biển. Riêng lớp sắt thì đã bị oxy hóa phần lớn. Theo những ngư dân đi biển lâu năm thì đây là mỏ neo cổ, tương ứng với một thuyền cực lớn. Để thả neo này xuống biển thì phải cần khoảng 20 người. Sau khi mua mỏ neo về thì người dân đã báo tin cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế vì nghĩ rằng đây có thể là một vật quý của triều Nguyễn cần được lưu giữ. Hiện trung tâm đang cử cán bộ về xác minh lai lịch nguồn gốc niên đại của mỏ neo nói trên.